Hi, Mận xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ở vùng miền Bắc nước Đức đã thật sự vào mùa xuân rồi nha mọi người. Gia đình Mận trời nắng đẹp. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào mẹ chú. Không, ba thầy. Đi con. Thì gia đình của Mận cứ hễ trời mà nắng đẹp là đi dạo thôi mọi người. Cho hai bé đạp xe đạp cho tốt sức khỏe cũng như là hít thở không khí á. Ở bên này mà trời mà đẹp á, mình đi mình hít thở không khí rất là tốt nha. Mà trúng hai bên đường bên này nè mọi người. Và ở bên này có cái con sông, con suối á, nó rất là mát nha. Tự nhiên bữa nay 22 độ. Coi như đầu tháng 4 á, thì tiết rơi một ngày. Bây giờ là đã ngày anh, ngày mấy rồi ta? Nửa tháng 4 hả? Nửa tháng 4 rồi mọi người. Thì trời nó đẹp lên. Là mùa đông đã pha bay rồi. Mừng quá mừng. Mà rất sợ mùa lạnh nha. Ở xứ lạnh mà lại sợ lạnh mới đau chứ. Đây mà trời mà cứ nắng ấm đẹp á, là mình cứ đi dạo. Cô nhà Mận thì nói chung á, trời mà cứ nắng nắng đẹp là cứ thích đi dạo dạo như thế này nè mọi người. Đi thứ nhất là xuống cơm. Hả? Nó xuống cơm mà nó có sức khỏe. Mà mình ngắm được cây cỏ. Chứ còn mà mình cứ ở nhà đóng cửa với bốn vách tường á, sức khỏe không tốt mà buồn lắm luôn á. Ở xứ Tây là vậy đó. Ngồi đi làm ra thì không đi làm thì đi dạo thôi mọi người. Có tiền thì vô phố ngắm nghía quần áo mua sắm, không tiền thì đi dạo rừng. Nói mắc cười quá ha. Hát to lên trong và cô chú nghe. Vừa đạp xe vừa hát nữa chứ, hát to lên con. Giờ vào phố rồi nè mọi người. Đi từ ở ngoài kia vô đây. Hít thở không khí xong giờ vô phố. Vô phố ăn kem đi về. Vô đóng tiền. Đóng tiền ấy. Tiền ăn hoang ăn vặt hả? Cái này có cái thác nước này. Mát mẻ. Bữa nay là một ngày đẹp giữa tháng 4 nha mọi người. Từ đầu tháng 4 tới giờ là trời lạnh. Tự nhiên bữa nay quá đẹp luôn. Thời tiết quá đẹp. Nhưng mà mọi người cũng vẫn mặc cái áo khoác mỏng. Người ta cũng ngại. Mới vừa ấm trời lên người ta không dám thả. Người ta chạy tập thể dục mà người ta vẫn mặc áo thôi mọi người. Nè nè nè, bây giờ tối chiều rồi. Bây giờ con biết mấy giờ không? Bây giờ mấy giờ ba? Coi điện thoại mấy giờ rồi? Hả? 4-5 giờ rồi hả? Giờ còn ăn uống, nấu ăn, nấu đồ nữa con. Bữa khác. Cẩn thận Forzit. Mấy giờ mà trời mưa bão mà tiết năm nước xuống này. Giờ như thế nào? Nước quá trời nước luôn kìa mọi người. Nói chung mấy ngày hôm nay cũng bị ảnh hưởng bão ở đâu, ở gió, mưa. Còn cẩn thận mấy cái chỗ mà nó cua gấp như thế này là phải forzit chứ. Chù đến đây tự nhiên gió mát rồi mọi người.
mắt rời rời luôn á. Đó, phong cảnh ở thành phố nơi mặn sống nha mọi người. Thấy đẹp không? Không biết trong clip mọi người thấy đẹp hay không, chứ ở ngoài mà nhìn thấy đẹp lắm, đẹp mà mát mẻ, không khí trong lành lắm luôn á. Trời đẹp ai cũng đi dạo. Hello baby. Rồi cẩn thận con vô phố rồi, người xe đồ đông đó nha. Xe bấm chuông reng 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 reng. Hôm qua mấy nhỏ nhà Mận thích đi bơi. Mận dẫn hai đứa với ông xã Mận đi bơi cả ngày. Giờ đây là bắt đầu là trời đẹp là cứ đi bơi. Đây, đây là cái sơ đồ của trung tâm thành phố Rainer chỗ Mận sống. Start Rainer này mọi người. Đi con. Mệt rồi hả? Đạp nãy giờ mệt hả? Đạp nãy giờ chắc cũng 1 tiếng mấy, 2 tiếng hồ rồi đó. Mà lúc ở hôm trước kia con hai nhỏ Mận đạp từ nhà đi dạo ở ngoài kia thì Mận không có quay. Hả? Cái nhạc nhưng mà có tùy theo năm anh. Dạo này mùa dịch nữa. Đâu thấy nó tổ chức đâu. Nó có mấy con dịch thôi. Hả? Năm nay có rồi hả? Coi dịch này, dịch trời này nha mọi người. Dịch này là không có ai thèm bắt nó đâu. Ha, quá trời trời luôn. Giờ hai đứa có muốn ăn kem không? Ăn cây kem màu gì rồi hả? Hả? Ăn cái miệng ăn hang gì đâu á. Mớt đồ ăn kem giờ đòi ăn kia nọ. Thôi đi chị hai. Chị hai đi. Em cho chị hai ăn que kem cưỡi vậy. Còn không mà cho nhịn luôn. Cây giờ ra lá xanh rồi. Ngày nào mà cũng quay ở chỗ này cái clip là cây không lá. Giờ lá xanh nó nhanh rồi chưa. Chỉ cần nắng ấm lên là lá nó mọc ra mọi người. Vô tới đây là dắt đi bộ con. Cái cầu á, cái cầu gia đình Mận hay đứng trên cầu ngắm cảnh cũng như là hít thở không khí mỗi khi vào phố. Là cái cầu này người ta trồng hoa rất là đẹp nha mọi người. Rồi, đã đến phố. Bye bye. Mua cho em mango, không có mango thì watermelon nữa. Không có watermelon nữa thì apple. Dạ, yeah, ok. Victor ăn gì con? Nua bà lâu? Dạ. Ra rả? Watermelon. Áo? Watermelon. Ok. Yeah. Có tiền chưa? Chưa có tiền à, lấy quý nè. Victor ăn waffle hả gì? Dạ. Em waffle. Đi với ba đi. Đi với ba nè. Lấy khăn nè. Không cần. Warum? Đây con nhỏ. Con nhỏ không cần bịt hả? Nó giờ đứng xếp hàng ra tuốt này luôn. Đứng chờ một chập mới được ăn. Rồi để tớ ba ăn đây con. Đây mọi người.
Với mặn thì chỉ cần một cục vậy thôi, một tức cái này là dâu. Hai em yêu, mời ông bà của chú ăn à? Ăn mình vậy à? Hai mẹ ăn hả? Mời ăn đi, chú ăn đi. Mời trời nóng ăn kem cho nó mát. Con mời ông đây của chú ăn một cái kem với chân của mình nè. Ăn làm gì cứ đứng nhịp mấy vậy? Hả? Làm gì cứ đứng nhịp vậy? Ăn này vừa khỏi ăn cơm nha. Dạ. Ăn này là nhịn ăn cơm tối ngủ luôn nha. Con nói ăn cái này giờ đỡ khác thôi, đi nóng quá ăn đỡ khác thôi. Thôi tụi con ăn đi. Má tắt nha. Bye bye ông bà cô chú đi.